Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng làm việc với Hiệp hội Cá tra Việt Nam để thống nhất một số nội dung chuẩn bị tổ chức lễ hội Cá tra Việt Nam năm 2019. Sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 tại quảng trường Giảng Nguyên Giáp, phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự. Các hoạt động gồm lễ khai mạc và diễu hành, trưng bày các sản phẩm cá tra, biểu diễn ẩm thực và thưởng thức các món ăn chế biến từ cá tra, tham quan dùng nuôi, hội thảo chủ ngành hàng cá tra khen thưởng các cá nhân và đơn vị có đóng góp cho ngành cá tra. Để tổ chức tốt sự kiện này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng yêu cầu các đơn vị liên quan và thị xã Hồng Ngự phải có phương án đảm bảo an ninh trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, chú ý vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm nhân dân. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Hùng làm việc với các đơn vị có liên quan để giải quyết các chứng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng công trình đường dây 500 kV sông Hậu Đức Hòa đoạn qua huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp. Đường dây đi qua huyện Châu Thành có chiều dài gần 16,2 km, có 35 trụ điện đi qua 4 xã Tân Nhuận Đông, An Khánh, Phú Hụ, An Nhân. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng cả hành lang và móng trụ khoảng 547 hộ. Hiện nay còn 160 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng nhấn mạnh đây là công trình an ninh quốc gia phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn thanh hùng cho biết tỉnh sẽ thành lập tổ công tác để giải quyết khó khăn này sáng nay bộ y tế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chỉ thị của bộ trưởng bộ y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tới tất cả các cơ quan đơn vị y tế trên toàn quốc bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các cơ sở y tế và các vụ cục văn phòng thanh tra bộ y tế cùng Sở Y tế các địa phương hạn chế sử dụng túi, chai, cốc, bát, đĩa, ống hút và các vật dụng khác làm từ nhựa. Dùng một lần hoặc ni lông khó phân quỷ cho mục đích ăn uống của người bệnh, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập quấn của đơn vị chân dân. Thay thế bằng các vật dụng làm từ vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng. các hội quán hợp tác xã tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn quyền cao lãnh vừa được nghe tiến sĩ nguyễn trung đông hiệu phó trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn hai thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thông tin về phương thức sản xuất tiêu chuẩn điều kiện hàng nông sản được đưa vào siêu thị và phương pháp kinh doanh cũng như quy trình kết nối sản lượng nông sản để cung cấp cho siêu thị ông nguyễn đình thắng tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ winstar cũng giới thiệu chi tiết về các điều kiện tiêu chuẩn đầu vào đối với nông sản và nông sản chế biến. Cảm xúc từ lời cảm ơn là bài viết của tác giả Xích Lô đăng tải trên cổng thông tin điện tử. Câu chuyện về tiếng cảm ơn, nghĩ lại có giá trị tạo thành sức mạnh nội tại trong một cơ quan đơn vị. Tiếng cảm ơn có thể xóa đi khoảng cách giữa mọi người, từ người lãnh đạo cho đến nhân viên. Tiếng cảm ơn sẽ làm mọi người cảm nhận được sự hài hòa gắn kết giữa người với người. Tiếng cảm ơn tạo thêm niềm hứng khởi, tăng thêm năng lực để vượt qua những công việc nặng nề, khó nhọc. Lời lời mà nói cho vừa lòng nhau, một khi đã vừa lòng nhau thì từng người sẽ cảm thấy hạnh phúc khi làm việc, hạnh phúc khi tạo ra giá trị mới. Một doanh nhân đã tâm niệm, một phần lớn hạnh phúc của ta là do ta có khéo cư xử với người khác hay không? Vậy thì hãy dành một lời cảm ơn những người lạ đã dành cho bạn một nụ cười vào buổi sáng trời âm u. Dân bản mới ban hành đáng chú ý, tiếp nhận văn bản số 40 của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp về việc mời tham dự Việt Nam Startup Day năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thị Nghĩa có ý kiến giao sở khoa học và công nghệ, sở kế hoạch và đầu tư xem xét và thông tin đến các doanh nghiệp dự án khởi nghiệp biết tham dự. Trong tuần tới, từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 8 năm 2019, sẽ diễn ra các sự kiện đáng chú ý như Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 1 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về việc tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình ô cốp trên địa bàn tỉnh đại hội hội doanh nhân cựu chiến binh lần thứ nhất 2019-2024 lễ kỷ niệm 30 năm thành lập quyền lai dung làm việc với giám đốc dùng vinmart tiếp và làm việc với các nghiệp đoàn nhật bản